Tiếp theo chương trình là một cảm tác thơ của chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca nghệ thuật truyền thống tỉnh Hưng Yên. Xin mời đồng chí Trần Tạo. Kính thưa hội nghị, rất phấn khởi đoàn chúng tôi được cùng về dự hội nghị giao lưu hôm nay. Xin kính chúc ban tổ chức, kính chúc chủ nhiệm Thu Loan cùng các vị đại biểu khách quý về dự hội nghị, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Qua hội nghị, chúng tôi có ngẫu hứng làm bài thơ cùng về núi Tản Ba Về lễ dâng Đức Mẫu ơn ghi thánh hiền. Tản Đà non nước thần tiên, bao bài thơ cổ lưu truyền ngàn năm. Tham quan ca chín đã trông, phát huy truyền thống con rồng cháu tiên. Chiến công rạng rỡ ba miền, đuổi Tây thắng Mỹ đập nên cơ đồ. Giữ gìn độc lập cõi bà, biên cương hải đảo từng giờ gác canh. Trừ tham nhũng, chống bạo hành, ngoại giáo hội nhập, quyết giành lập công. Vui cùng các bạn đoài đông, giao lưu nghệ thuật thành công tuyệt vời. Xin hết ạ.